Các bác ơi, em tiếp tục thanh lý cho tất cả các bác nha. Một dòng súp này là một dòng súp 3 bát luôn. Tiếng đánh vô cùng hay, rất là bạo lực luôn. Và ngày hôm nay thì tất cả các bác chúng ta, anh em ai đang có nhu cầu tăng thêm cái độ uy lực trên dàn âm thanh, tăng thêm cái độ chất lượng và dàn âm thanh của mình, và tiếng bát nó sâu hơn, âm thanh nó chất hơn, thì các bác hãy lấy cho em Hiền con loa này. Và giá chắc chắn một điều em sẽ để cho các bác với giá cực kỳ là tốt luôn, các bác nha. Giá cực kỳ là tốt luôn, đó chính là một dòng súp Primo, một thương hiệu đến từ Italia. Con này anh em thợ đã dọn dẹp vệ sinh thùng vách đẹp hết rồi các bác nha. Đấy, con này của nó là bát zin này, mặt mũi còn đẹp này. Đấy, một dòng súp điện các bác không cần phải công suất. Đằng trước nó biểu hiện là cây đàn đây, và đằng sau của nó đây các bác ơi. Anh em ai biết về con này thì các bác nhìn trông rất là sướng luôn. Đấy, hai bát cộng hưởng ở hai bên, một bát chính đằng trước, và dòng này của nó thì nó có cả cái lưới e căng để bảo vệ. Đấy. Còn một số dòng thì nó không có y căng các bác nhá. Như dòng này của nó là dòng súp 3 bát, nó vẫn có y căng luôn cho tất cả các bác luôn. Đấy, con này của nó đánh rất uy lực, rất mạnh mẽ luôn các bác ạ. Và trên video ngày hôm nay, em có thanh lý súp cho các bác rồi đúng không? Em thanh lý súp cho các bác rồi đúng không? Và em lại thanh lý tiếp cho các bác một ít vang này. Riêng con vang CRF này, con này của nó có hệ thống giải mã ADDA này. Con này 900.000 đồng. Một con vang DK Danking DK8000 này, Echo Revolt nghe ngọt luôn các bác nhá. Echo Revolt nghe cực ngọt luôn, chip DSB321 đòi cực kỳ là cao luôn, siêu chống hú. Con này của nó thì tất cả các bác chúng ta biết rồi, không có giá trên triệu các bác không mua được. Em để cho các bác với giá là 500k các bác ạ, 500.000 đồng một con vang DK. Và ở đây một dòng vang SDI Audio. Đấy, con này con A9 này, chip analog Divine 21478, 2 group mic riêng biệt, có phần mềm, có cổng quang, với mức giá chỉ có hơn 1 triệu thôi. Và bây giờ chúng ta hãy trở lại với chủ đề chính trên video ngày hôm nay. Đó chính là một dòng súp Bass 25, một dòng súp không cần công suất, một dòng súp điện đánh cực kỳ là uy lực mạnh mẽ luôn. Đó chính là thương hiệu đến từ Primo, một thương hiệu đến từ Italia các bác nhá. Con này của nó đánh rất là mạnh mẽ luôn. Và bây giờ không để tất cả các bác chúng ta chờ lâu thì em Hiền xin phép tất cả các bác này, em ghép với lại một cặp full RS, một cặp full xịn của Pháp. Đấy, Bass 25 các bác ạ. Và kết hợp với lại một con súp Primo này, các bác thử nghe thử xem chất lượng âm thanh nó như thế nào các bác nhá. Và bây giờ thì tất cả các bác chúng ta ai có điện thoại xịn nào, ai có tai nghe xịn, các bác nên đeo vào để chúng ta cảm nhận thấy cái độ uy lực mạnh mẽ. 3 2 1 bắt đầu nào. Tất cả các bác là nhà em, cái chỗ này của nó là cái khu vực mái tôn các bạn. Mỗi lần nó đánh lên phát là mái tôn nó rình cái. Đấy, hàng xóm láng giềng lại tưởng là nhà em lại bị sập mái tôn các bác ơi. Và bây giờ thì em Hiền xin giới thiệu và thanh lý luôn cho tất cả bác nhá. Với mức giá cực kỳ là rẻ, với mức giá cực kỳ là tốt, một dòng súp 3 bát, một thương hiệu đến từ Italia, thì các bác có thể nhìn thấy đấy không ạ? Con này của nó là hai bát cộng hưởng ở hai bên. Đấy, thì với một cái công nghệ là nó sử dụng là thùng kín hoàn toàn các bác nhá. Nó sử dụng cái công nghệ thùng kín hoàn toàn, bởi vì khi cái bát đằng trước này là một cái bát 25 này nó đánh. Đấy. Thì cái vấn đề là tạo ra cái độ giật là hai cái màng này của nó rung theo. Thì con này nó tạo lên một cái độ cộng hưởng. Đấy. Nó rất là uy lực, rất mạnh mẽ. Và hai cái màng cộng hưởng này của nó cũng ra tiếng bát. Màng này của nó cũng tạo ra tiếng bát, và màng này nó cũng tạo ra tiếng bát. Thì đồng nghĩa với cái việc là con súp này của nó các bác sử dụng trong mọi vị trí gia đình của mình, nó không bị khuyết âm các bác ạ. Nó có cái hay là hay ở chỗ đó các bác nhá. Không bị khuyết âm luôn. Thùng vách của nó thì em Hiền đã cho anh em thợ dọn dẹp đẹp hết rồi. Con này của nó chiều sâu của nó tầm khoảng 35 phân các bác nhá.
Đấy, chiều rộng của nó cũng tầm khoảng 30 phân. Đấy, tầm khoảng 32, 33 phân gì đó. Chiều sâu của nó là vuông, còn chiều cao của nó là 40 phân, rất gọn gàng. Nó đã có công suất sẵn ở bên trong này rồi các bác nhá. Đấy, người ta gọi là súp điện. Đấy, súp liền công suất các bác ạ. Đấy, và những cái này anh em thợ dọn dẹp là chưa vặn hết ốc đâu này. Đấy, hệ thống tản nhiệt có công suất này. Đây là hệ thống to nhỏ này. Đây là hệ thống cốt. Đấy, và con này là hệ thống đường âm thanh đầu vào. Đấy, khi mà các bác bật rơi vào tầm khoảng 3 cho đến 5 giây thì lúc đó le đóng phát là cái bóng đèn này của nó là lên điện, thì lúc đó sẽ có tiếng. Còn những chỗ này của nó là hệ thống ép qua đường công suất các bác nhá, thì các bác không cắm dây loa vào đây nhá. Đấy, và các bác chỉ cần cắm tín hiệu từ cái đường xuất âm đằng sau. Đấy, từ âm ly cũng được này, từ những cái thiết bị nghe nhạc cũng được này, từ vang số, vang cơ đều được hết. Các bác cắm một đôi dây hoa sen vào đây. Đấy, các bác cắm hai dây cho âm thanh nó mạnh mẽ. Nó có cái hệ thống cầu chì này, bảo vệ chập cháy này. Barimo nó là một thương hiệu rất nổi tiếng của Italia. Nhưng mà với con này thì các bác biết rồi. Đấy, nó là một dòng súp 3 bát, trông nó rất là đẹp, rất là hầm hố luôn. Đấy, đây em tháo y căng cho bác xem nhá. Tháo hẳn y căng rồi nhá. Đấy, 3 bát, và khi lắp y căng vào thì đương nhiên là nó sẽ phải sạch đẹp như thế này đây. Đấy, anh em ai chốt con súp này này, em sẽ để cho các bác với giá này rẻ chưa từng thấy. Đấy, 2.500.000 đồng. Em còn mấy con này em bán thu vốn các bác nhá. Còn mấy con này em bán thu vốn chỉ có 2.500.000 đồng thôi. Ai chốt con này các bác lấy luôn cho em Hiền, không bàn không cái. Đấy, con này của nó là con số 1, 2.500.000. Đó chính là con súp Barimo. Còn anh em ai kết cặp loa RS vừa nãy em Hiền vừa đánh này, bát 25. Đấy, con này chép neo đúng không? Con này là chép neo JBL này, phân tần JBL này. Con này của nó có hơn 5 triệu thôi các bác. Ai kết cặp loa này này, rất gọn gàng, nhưng mà hát karaoke thì đỉnh cao luôn. RS và thương hiệu của Pháp. Đây này, chép của nó đây các bác này, phân tần JB luôn. Bát của nó bát RS rất là đẹp các bác nhá. Đây, bát của nó bát RS đây. Để đây đây đây. Đấy, bát RS bác ạ, bát 25 mà nhìn trông nó rất là gấu, rất là đã luôn. Đấy, phân tần của nó thân phân tần JB các bác nhá. Con này em chưa lau chùi bụi bặm. Rồi, anh em ai chốt con súp này thì em để cho các bác với giá là 2.500.000 đồng thôi. Ai chốt được thì các bác lấy luôn cho em Hiền, được chưa? Đấy, tiếp theo này, em Hiền còn duy nhất một con nó lẫn lô về các bác này. Em bán cho các bác với giá nửa tiền luôn. Một con vàng DK Đan Kinh, một thương hiệu đến từ Đức. Đấy, DK, con này có echo, có reverb và nó có thể chỉnh hoàn toàn chỗ này là bằng tay nha. Có FBX là chống hú luôn này. Đấy, edit là thay đổi chương trình này. Volume to nhỏ của mic này, nhạc này. Con này có là một con vang cơ lai số nhưng mà đỉnh cao về công nghệ. Bởi vì chết ở chỗ là nó sử dụng một cái hệ thống chip DSB. Đấy, giải mã của Mỹ DSB 351 các bác ạ. À, DSB ở đâu? Con này của nó là chip DSB 300. Tức là chip này của nó chip đầu 3, thậm chí nó còn hơn cả những cái dòng chip của vang X được các bác nhá. Con này của nó rất là đẹp, sạch sẽ. Đấy, em để cho bác với giá 500 trong tình trạng là hoạt động hoàn hảo bình thường bác nhá. 500k trong tình trạng là hoạt động hoàn toàn hoàn hảo. Ai chốt con này các bác lấy luôn nha em Hiền, 500. Tiếp tục nè, em lên cho các bác một con vang CRF này, mở nắp luôn này. Con này của nó các bác biết là con này nó hay ở điểm gì không ạ? Nó là một con vang số nhưng mà nó sử dụng toàn bộ một cái bảng giải mã của nó đây. Con này của nó có hệ thống giải mã ADDA các bác nhá. À, có hệ thống giải mã ADDA, con này trước khi gửi đi cho các bác là em Hiền sẽ căn chỉnh. Đấy, riêng mic này nó có cả chỉnh bát chép cho mic này. Đấy, hệ thống nhạc này, input này. Con này còn là con GRS K6 960, mặt mũi đẹp. Đấy, hệ thống giải mã ADDA thì nó giúp cho con này nó tiếng nó rất là hay. Đấy, phía sau của nó đây, đây là hai đường ra đây. Đấy, đường vào của nó đây. Con này em để cho bác với giá chỉ có 900.000 nhá. Giá này thì quá rẻ rồi. Đấy, con này là em chưa lau chùi bụi bặm này. Đấy, mặt mũi thì con nào cũng phay nhôm, cũng rất là đẹp. Ai lấy con này em để cho bác với giá 900.000 đồng. Và các bác ai mà chơi đẳng cấp hơn một chút này, đấy, giá nửa tiền thôi các bác ơi. Con này còn là con SDI Audio, nó chính là con Puraso EFF900D và nó cũng chính là con DB Acoustic. Đấy, D900. Đấy, của hãng DB các bác. Hãng DB là nó phát triển ra từ con này các bác nhá. Đấy, con này của nó là chip của nó là chip analog 21478. Đấy, con này của nó là tất cả những tính năng này, EQ này, đấy, DCP này, DSB cộng này. Con này của nó là chạy hai chip, một chip giải mã và AKM vào một chip analog 21478, tức là ngang với chip X12 luôn. Con này của nó rất là đẹp, hai hệ thống mic riêng biệt hoàn toàn. Đây, mic 2 và mic 3 là riêng nha, mic 1 riêng nha. Mặt phay nhôm,
Như con này thì tất cả các bác ai mà mua thì chắc chắn không có giá tầm khoảng 1,8 triệu cho đến 2,5 triệu các bác không mua được. Nhưng mà gặp em Hiền là tắt điện luôn. Gặp em Hiền là tắt điện luôn. Đây chip là của nó đây các bác nhá. Chip analog nhá. Thấy chưa? 21478 các bác nhìn đi hộ em nhá. Ui giời em trượt tay. Thấy chưa? À, các bác nhìn thấy chưa? Cái điện thoại của em có vẻ hơi cùi các bác ạ. Không hiểu sao. À, các bác nhìn lên ruột gan này. Chip analog mà. Con này của nó là chạy chế độ tự động hoàn toàn các bác nhá. Có phần mềm, có cáp quang. Con này em để cho các bác với giá chỉ có 1,250,000 bạc thôi. Ai chốt con này các bác lấy luôn cho em Hiền này. Được chưa? Đấy, và trên video ngày hôm nay thì em chỉ thanh lý vang đấy, và thanh lý súp Primo 2,5 triệu một quả. Ai chốt nhanh thì các bác chốt nhanh cho em Hiền đấy. Với mức giá này thì ai cũng có thể mua được. Và số điện thoại em có để trên tiêu đề là 0936118558. Anh em ai chốt đơn có thể liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại này các bác nhé. Hai số điện thoại này đều có tất cả Zalo. Và anh em nhớ nha, yêu thương em Hiền cho em Hiền xin một like, một đăng ký kênh. Và các bác quý em Hiền nữa cho em Hiền xin vài lượt chia sẻ để video này ý nghĩa hơn. Chúc cho tất cả một nửa thế giới, tất cả những người phụ nữ thân thương trong gia đình luôn luôn khỏe, luôn luôn xinh đẹp. Và chúc cho đại gia đình chúng ta có một ngày nghỉ, ngày 20 tháng 10, êm ấm bên gia đình. Xin chào.